Ok, chào anh em chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình. Hay anh em, hôm nay tiếp tục một video đi săn nha anh em. Hôm nay mình đi săn với mẫu ná Adam V2 uy mình tịch nha anh em. Hùng hôm nay đi săn hùng mới của anh Đảm rồi nè. Hùng có tên là Adam BX nha anh em. Hùng hôm nay mình đi săn khổ 12, 19, 120 nha anh em. Hôm nay mình đi săn với Hận, quay ngược lại chào các bạn ơi. Chào bạn nha. Hôm nay mình đi săn Hận nha anh em. Để hôm nay hai anh em mình đi săn buổi sáng hay có gì không anh em ạ? Rồi hôm nay anh em nào muốn mua trải nghiệm thử thì anh em cứ liên hệ cho anh Đảm Nguyễn nha anh em. Rồi ok anh em ơi. Còn gì ngoài đó quên bấm máy quay anh em ơi, vừa ngừng xe bắn luôn, mình không có bấm máy quay kịp anh em, sợ quay. Cái con gì nó lạ lạ anh em ơi. Dây. Ừ. Con này giẫm nó lạ lạ anh em, để Hận nó lượm vô quay cho anh em coi ha. Đâu? Con này con gì anh em? Con cút vậy không phải. Nè anh em coi anh em biết con gì anh em nhớ bình luận cho mình biết nha anh em, mình không biết con gì chứ. Xe có dựng cấp mé không anh? Giữa đồ luôn nè. Này anh em biết con gì anh em nhớ bình luận nha. Tiếp tục anh em ơi. Tròn tròn. Chưa. Rớt. Đó, ngay gặp mé luôn á, cu dằn. Để sao qua bến chạy. Rồi ngay cởi đồ đi. Ê mà bển được anh Khang. Đâu cầu sao đâu. Có cầu kìa. Đâu mới gặp con rồi đi. Ok, bây giờ Hận sẽ qua bên đó gẫm cô dặn cho nè. Nói chung mà sớm giờ hai anh em mình chạy bữa nay sau ngày gì anh em chạy sớm vậy. Gắt rồi xa cũng mới gặp một con anh em. Chạy sớm giờ mới gặp một con này. Chạy mấy tiếng đồng hồ. Bữa nay xui hay gì anh em ơi. Phải sớm giờ gặp mà bắn nhiều pha, sớm sao không gặp. Rồi, Hận sẽ qua bển kiếm đường gặp cô dặn. Đâu ra chỗ trống xẻ cánh gặt cây mãi vậy mà gặp con quá trời mừng luôn. Sớm vô gặp gì chứ đó anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Bắn dội cây chúng nó ngay đầu. Bắn sượt cái đầu, cầm hơn. Cầm mớp luôn à. Mệt. Dép dọ xinh xinh không luôn. Dép xịn không. Bắn xẻo cái đầu á. Cái mình nó đưa cái cút đầu à. Rồi tiếp tục anh em ơi, cua ngói nha. Nhảy được, đấy được. Nhìn nó nhảy cái nó hướng ngoài. Cái tay là mệt luôn.
trời ơi, nghe cái đít. Ngay cái đít luôn trời. Phải nửa phải rồi ngay cái mình rồi. Gớt Hận ơi, cô cầm Hận ơi. Ủa, cái bóc đâu rồi? Dính trên cây kìa. Ơ, gớt đồ hả? Yeah. Tôi cầm nhanh em. Chụp đi, tính sao gấp gáp vậy? Đây cô cầm anh em ơi. Thế nào ạ? Đòn mập nha. Ui, quá mập anh em ơi, cái cốc chúng cái nào không biết luôn, mới dính cho nó nói trời ngu nó mất tiêu, trời bắn cái gục mất tiêu rồi. Cái gì cầm đi tính sao? Đâu? Gọi cô dặn nhanh em. Ok, tiếp tục anh em ơi. Rồi, ok, chào anh em luôn. Giờ đây hành quả đi săn của hai anh em mình sáng giờ đây anh em ơi. Bữa nay hơi mớm chút xíu anh em ạ. Bữa nay đi sao, bữa nay chúng ngày gì mà sao không có gặp con gì anh em ơi. Chạy gì xa quá xa mà không gặp con gì chứ. Chạy trong khi 2-3 cây số gặp con gì anh em. Cái đi vòng vòng hoài, gán kiếm, gán bào, gán mót đủ mới được nhiều ở trong phải thường nữa anh em. Ngáo luôn, chạy xe ngáo luôn. Chạy xe biết nắng biết cũng sáng luôn anh em. Vô ông đi để coi chút làm món nướng tua ớt hay gì. Nướng tua ớt đi quay. Nướng tua ớt đi. Rồi. Tại ok anh em ơi. Nãng ra cháu. Rồi, ok chào anh em á. Hiện tại chim đồ cái này mình làm sạch sẽ nha anh em. Ủa sạch sẽ chứ còn cậu ông đây ta. Dùng ra, dùng ra, dùng ra. Gấp gai. Bắn nó cho nó nhém vô chứ gì. Đèn nó nhém vô anh em ạ, nãy giờ thấy. Làm sao? Chỉ ở ông không à. Rồi hiện tại chị em anh em ăn đồ xong anh em ơi. Dạ ớt. Hôm nay nướng tỏi ớt. Ớt tỏi ớt được mắm, miếng dầu ăn nha anh em. Đơn giản vậy thôi. Chuột nha các bạn. Tào ao nữa đó. Bậy bạ với ớt đơn giản nhưng mà ăn ngon nha anh em. Rồi, hiện tại hàng đã nóng nóng hình. Cái này có nhớt xe nữa nha các bạn. Tào ao rồi ông lại. Hàng đã nóng rồi rồi, lên vậy. Xèo xèo. Đổ xèo xèo luôn bạn. Nói chung bữa nay sao kiểu như đi nó không có hên không anh em ơi. Đi săn thì bữa này bữa khác anh em ạ. Chứ không có bữa nào mà giống bữa nào cho anh em ơi. Bữa thì có bữa thì mình đi săn khoảng chừng 2-3 tiếng là đủ ăn anh em ạ. Đủ 5 ngày ăn luôn em ơi. Này 2-3 tiếng là khoảng cái ký rồi anh em ơi. Thì bữa rồi bữa nay thì đi đâu tới 12 giờ mấy 1 giờ luôn mới về mà được có nãy mấy con 7 con 7 con anh em ơi, nhưng mà cũng may mắn là được cu cạm với cu ngói độ thì nó hơi bự bự chút. Thank you.
hai anh em mình đã nướng chín chân anh em ơi. Còn đây còn ít miếng. Rồi, để bây giờ mình review trước đi anh em ơi. Cho thử review đi. Mình review phiền. Thôi cứ review đi. Ok. Rồi cuốn con này gì ta bánh tiêu tên. Con gì ta? Cà cuốc. Cà cuốc đúng rồi. Đúng rồi. Cà cuốc các bạn. Bữa nay thiếu dưa gèo, ăn đỡ hả? Ăn đỡ. Cái này không đông nên mình không... Đúng rồi, phải đông anh mua 7kg bắp vô rồi đó. Con này nướng tỏi ớt các bạn. Tỏi ớt cái mùi vị nó sao? Cái cay hẹp à, ăn mùi nó đã. Đơn giản không? Đơn giản mà ngon đúng không? Đơn giản mà ngon nha các bạn. Thịt này nướng xong rồi mình xèo các bạn. Thiệt không? Đâu mà ăn miếng ớt vừa rồi nãy ngon em cay lắm, đâu nguồn cay mà chưa đâm chục trái. Cái miếng gì con gì ăn cái nãy ăn gì vậy đi rồi quên á. Anh ăn tương anh ăn ít con à... con chào chảo. Trời chào chảo gặp kiệt chảo nha bạn. Chào chảo gặp kiệt để quen mẹ rồi đó. Mình để ăn kiệt. Ngay cá xương của bạn. Miếng nhiễu con giống. Nướng ăn bạn. Ok à? Ok luôn hả? Kiếm con gì ăn cái này? Đó nè, em ăn hết trơn bạn luôn. Dạ tới mình nha các bạn. Anh cho quay cu dặn này. Ớt nè, hả thấy không? Rồi mình các bạn ăn nửa miếng cu dặn cho mình nha. Rồi. Quá ngon, cái miếng muối nó súp rồi. Rồi mình sẽ ăn bánh ha. Ngon ha hả? Ngon nãy giờ anh không quen quan hết. Bên này thì ăn thêm mắm nhưng mà mình cố gắng đừng đi kiếm đường này đường kia mình tặng mình bào kiếm hàng á kiếm hàng mình đi không ăn mắm. Bữa nay hai anh em mình ăn cũng ok rồi. Hôm nay có hai người bệnh với Hận anh em à. Thì miếng này hả? Lắm đi. Cái gì vậy? Cuốc. Con này. Con phải cả cuốc không biết. Cả cuốc hay con gì vậy không biết nữa mình nói đại anh em mình biết anh em bình tĩnh ha. Rồi, mời anh em ạ. Thịt nó mềm xèo ha. Ừ. Mềm xèo. Thịt nó ngon lắm. Thấy thịt nó con này. Cay vậy. Nước này cay cay có nước này. Mày ăn hết nồi ăn này mà. Ngon, nó ăn ngon. Bánh đơn giản còn... ngon. Ok, không có mắm quá hả? Mắm mà mắm 22 vậy không mắm nhiều. Mắm 22. Mắm là mắm 22. Mắm nhiều chắc mua gì vậy? Mắm nhiều chắc mua chữ gà ăn luôn á anh em. Rồi ngon anh em ơi. Ok anh em cứ làm món này anh em ăn thử nha.